Hey cho anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero Win, Zero Win Takimi. Rất vui vì hôm nay tôi được gặp nhau với những clip thì nếu mà có quảng cáo hiện tại cho video khi mà giây thứ 10, bắt đầu từ giây thứ 10 có quảng cáo thì anh em cũng nhớ click vào những quảng cáo đó để ủng hộ cho mình nha. Nói chung thì về tinh thần và động lực thôi, và những gói mì hảo hảo thơm ngon. Chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip mình thì nhớ like cũng như là đăng ký kênh, subscribe, ủng hộ cho mình. Và tất nhiên thì như quảng cáo nãy mình nói thì anh em thấy quảng cáo thì nhớ click cho mình ủng hộ mình nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Nosam Play, mình có mặt tại nick của mình Kisame nick Kureha. Thì hôm nay mình sẽ vào. Hiện tại thì hình đã thay đổi rất là đẹp anh em. Đại chiến tân thế giới on server tùy chọn đối thủ, danh hiệu bất khả chiến bại, liên server kiểu mới. Đó, hình ảnh rất là đẹp luôn, Luffy và Tứ Hoàng, bốn Tứ Hoàng kiểu hình ảnh rất là đẹp. Kiểu này thì mình chưa thấy bao giờ luôn. Big Mom lại có một cái nón trên đầu, còn Sen thì bị ngáo đá vậy này. Sen bị phê cần anh em, hút lá đu đủ gì phê đến mức mà biến độ cơ thể Super Saiyan luôn, giống như kiểu bị mất kiểm soát ấy. Thì hôm nay nhân cái dịp mà cái hoạt động đó nó có hoạt động tính năng mới, đó là đại chiến tân thế giới ở đây. Đấy, nó khá là giống đấu trường nha anh em, khá là giống đấu trường luôn. 16 giờ nữa là mình được lĩnh nè, cho nên là tầm ngày mai chắc là tầm ngày mai mới được lĩnh. Thì cái này cũng khá là giống đấu trường, có điều thì hình như là cái này nó được cái là liên server, nó rất là nhiều server luôn. Theo mình biết là vậy, nó rất là nhiều server. Về phần thưởng của hạng 1 đầu thì các bạn có thể nhận được 150 vạn berry, hai cái mảnh danh hiệu bất khả chiến bại, rương mảnh thần thạch côn, thần thạch công. Rương mảnh thôi nha anh em. Sử dụng là sẽ nhận được ngẫu nhiên là một mảnh thần thạch tịnh thế, ám trần và vô minh. Đó là chỉ được một mảnh thôi nha anh em, phải thu thập được 100 mảnh mới ghép lên được. Túi mảnh trái thức tỉnh, đó là ba túi thì có thể mở được mảnh giang hạ y thiên và ngân quang. Cái này cũng chỉ được một mảnh thôi. Túi mảnh cờ trung cấp, wow, trung cấp nghĩa là cờ nó mạnh hơn đó anh em. Cờ trung cấp chúng ta có long bạch thiết hoặc là barrow wework, còn bên đây là mà mảnh cờ sơ cấp thì chúng ta có mèo đen với bugi đó. Bên đây có phần thưởng này là 7 cái viên vỏ sò và 10 cái túi nguyên liệu đồ cam thường. Nói chung là phần thưởng cũng khá là ngon. Cái này thì giống như hoạt động đấu trường cho nên đánh đấm thì cũng rất là vui, cho nên thành ra hôm nay thì mình muốn làm một clip cho anh em để cho anh em biết được cái hoạt động này nó diễn ra như thế nào và nó diễn ra ra sao và nó cái cách mà nó hoạt động thì như thế nào nha anh em. Ok anh em. Ủa, ngày hôm qua mình vừa thấy có một cấp 20 mà ta sao giờ đâu mất tiêu rồi. Mình thề với em luôn, hôm qua mình thử đập một phát, thử đập cái thanh niên này. Và cái đặc biệt ở đây là chúng ta không xem được người ta nha, không xem được người ta là lực chiến bao nhiêu và thông tin của người ta, chỉ thấy được cấp độ và tên thôi. Ok rồi, ok, bây giờ trước tiên mình sẽ nhận quà online cái đã. Nhận lương này, giảm giá thì hôm nay không có bán gì đặc biệt hết, có bán visa chuyển danh. Bạn nào muốn chuyển sang danh từ bắc sang nam, từ nam sang bắc thì có thể mua cái này để chuyển. Một quay may mắn thì giờ mình sẽ để dành ở đây cho đến ngày cuối cùng rồi mình quay một lần luôn. Một biển thần bí thì mình sẽ búp cái này. Anh em nhớ là xem clip mình, nhớ like video, subscribe cho mình nha, và nhớ cái quảng cáo nữa. Hoạt động trả lời thì như là hết mất rồi. Ok. Khoe với anh em luôn là cái danh hiệu là Long, mình vừa trả lời xong mấy câu hỏi mình được ở đâu rồi ta. Nó nằm đâu đấy, để mình tìm lại mình mở cho anh em. Đây, băng hải tặc ở Long đây. Bây giờ mình sẽ mở lực chiếm, mình sẽ lại được gia tăng. Bây giờ là 63372. 63372 lên được 73, tức là lên được khoảng 10k anh em. Một cái cờ đã được 10k lực chiến thì cũng ngon đó chứ. Đây, ở Long mình được tới 3 cái này. 3 lần đều là trả lời ở cái cây đào này. Rồi bây giờ mình lãnh cái Ember Down này. Ok. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Hiện tại thì như là cũng không còn gì để làm. Đại chiến nhiệm vụ thì hôm nay là ra khơi 30 lần. Thì các bạn cứ ra khơi thôi. Mình sẽ bóp cái này một chút đã. Đây. Vàng 10 này. Berry vàng 10. Hai lần nãy giờ là hai lần ra khơi đó. 2 lần. 3 4 5. Ok, vậy là chỉ cần 25 lần nữa được, chúng ta sẽ trường lại tầm 5 lần. 13 12 11 10 9 8 7 6 5. Rồi ok. Đó, vậy là đủ thôi, cũng không có gì là khó khăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái hoạt động đại chiến tân thế giới này nha, cho anh em xem luôn. Thì mình sẽ chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm cho anh em coi. Bây giờ thì mình sẽ tìm đối thủ. Đầu tiên là xếp hạng của mình hiện tại bây giờ là đang 151. Nó cái đã tự cho xếp hạng anh em, nó tự cho xếp hạng luôn. Mình chưa đánh trận nào mà nó cũng cho mình xếp hạng luôn nha anh em. Thì xếp hạng của mình là sẽ được phần thưởng ở trên đây. Đó, phần thưởng của mình thì nó ở trên đây luôn.
Hiện tại thì mình sẽ tìm cái người nào mà cấp độ nhỏ nhất mình đánh thôi. Đơn giản là mình nên đánh những người nào nhỏ nhỏ nhất, cấp nhất nhỏ nhất anh em. Nếu không thì mình sẽ bị ăn hiếp đấy. Chứ nhiều nhiều thanh niên cấp trăm năm mấy, trăm sáu mấy thua mình, nhưng mà lực chiến mạnh vãi, đánh thắng mình luôn. Ngày hôm qua mình đánh thử trận ra cái kết thật là đau thương. Ở đây cấp 154, cấp 179, 146, 157 và 140 thì mình sẽ đánh với 140 nha. Tên là Khoa S61. Thanh niên này sao mà giữ cái xếp hạng cao thế nhỉ? 137. Có vẻ như hơi nguy hiểm anh em. Thôi thì mình cứ đánh thử đi. Mỗi ngày chúng ta có 20 lần. Khiêu chiến thất bại hay là thành công thì nó cũng trừ hết nha. Trận này thì chắc là mình làm được, mình lo được. Mình lo được anh em. Trận này cũng tương đối dễ. Mình cứ tưởng có gì ghê gớm chứ. Ủa, có cả hồi sinh với lại các kiểu rồi này. Ok, win rồi anh em. Như sao lại không được danh vọng nhất nhỉ? Không hiểu lắm. Không được phần thưởng gì luôn. Vậy là các bạn mình đã gia tăng lên là 137. Bây giờ thì mình sẽ tìm tiếp đối thủ là cấp 148 đi. Hồi nãy là tên bạn này tên là Khoa nha anh em, Khoa S61. Còn bây giờ mình sẽ đánh với bạn Hồ Hạnh Nhi S52. Trời ơi. Ui rồi ơi. Luffy Gen 4 Xerao. Wow. Tiếc là tại vì cấp cũng còn nhỏ quá anh em, cho nên là mình cũng chịu anh hít thôi. Nhưng mà tại sao mình lại không được danh vọng nhỉ? Mình nhớ là mấy thanh niên kia đánh là được danh vọng rồi ta. Khó nha. Bây giờ mình sẽ đánh tiếp với một thanh niên nhỏ nhất nữa. Có cấp 20 nè anh em. Đây là cấp 20 nè anh em. Nhưng mà đánh cấp 20 này thì lực chiến sẽ xếp hạng mình sẽ không tăng. Cho nên là mình sẽ đánh những người nào mà tăng xếp hạng kìa. 152 nha anh em. Để mình lấy tăng lên 130. Tên nhân vật là HHH DGVC. Ok. Xem coi có gì đặc biệt nào. Jinbei Sura. Đây là cái thời hồi xưa của mình mà. Sư mình cũng chơi Jinbei ấy. Ít bữa thì mình sẽ làm một clip cho những cái thanh niên mà đã về hưu của team mình vào trận để đánh với bạn hiện tại xem như thế nào nha. Đấy, ngoài ra thì anh em nếu mà muốn mình làm clip gì thì đừng quên để lại comment bên dưới, mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em. Ok, đừng quên like video, subscribe và cái quảng cáo cho mình là được. Bây giờ thì mình sẽ đánh một mục tiêu tiếp theo. Bây giờ là mình đã top 130 rồi này. Bây giờ mình sẽ đánh với 163 để mình gia tăng lên 127. Tên nhân vật của bạn này là Heineken. Wow, tên này rất là thích uống bia Heineken chăng. Ui rồi, lao Revenger. Ôi, cái gì ghê ấy? Có cần chắc là mình phải nên học hỏi cái thanh niên này để làm ma công cho thằng lao Revenger này đem xong rồi đánh mạnh thế. Đánh thường thôi mà mình gâu đồ của mình cũng muốn sắp bất lờ rồi. Hay là đơn giản là chỉ vì ma phòng mình yếu. Mình nghĩ chắc là chỉ đơn giản là tại ma phòng mình yếu thôi anh em. Ta đi làm ma công chắc là rất là khủng luôn này. Đây, trời ơi, riêng 145. Ngọc 115%, bảo hạch 9 sao, mát sao vàng, mát sao đỏ. Ui dồi ôi, căng quá nha. Cái thức quỷ thức tỉnh hả? À không, cái này Revenger lên là vậy rồi. Nhìn thấy thanh niên này là mình ra mình muốn làm cái này liền ấy. Mình ra mình muốn mã vàng cho thanh niên Revenger liền ấy. Mã vàng cho cái ma khí. Nhưng mà thôi cứ từ từ đi, để mình rèn lên. Ít bữa mình rèn lên một đẳng cấp mới nữa đã. Ok. Bây giờ là mình thua 163 rồi, mình đánh không lại rồi. Bây giờ chuyển sang đánh 165 này thử coi. Tên nhân vật là F F rồi có một cái ký hiệu, sau đó là Sealer. Sealer anh em. Rồi. Đánh bỏ có thời gian là sẽ mất bốn vàng. Thôi được rồi, mình sẽ hy sinh bốn vàng để làm clip cho anh em luôn. Ôi giời, cái gì vậy? Mình thấy anh em có vẻ như bây giờ là chơi Buget hơi nhiều đó anh em. Anh em cũng khuyên mình chơi Buget khá là nhiều. Không biết là Buget có giá trị gì lợi dụng hay không. Không biết là Buget có gì vậy lợi dụng anh em. Vì Buget có mạnh hay không. Buget thì đánh bằng vũ khí, đánh bằng vật công. Cái vũ khí của mình thì nó cũng hơi yếu. Vũ khí của mình hình như là vậy mà mình win này. Tính ra là mình win này. Wow. Sao đang mình gâu tuần thứ hai để đam to thế. Thôi xong rồi. Thằng Lao chết rồi. Lao chết rồi là không còn niềm tin thì anh em ơi. Bao được không? Bao được không? Thôi ông Ken không chết luôn. Lầy lỗi vậy là thằng Buget chết rồi này, thằng Buget này là chết rồi. Thiếu một miếng nữa là kích hoạt đồ hộ đen rồi. Biết đâu là thua đấy anh em, mình nghĩ là mình chắc là mình thua rồi, chỉ còn một mình là min gâu thôi, không thể cân nổi. Ui rồi cái này là hên xui thiệt chứ, lẽ ra là mình win rồi đấy. Khá là đen. Ôi ôi, chết xì ke là không vẫn bao được nhưng mà cũng không đủ đam, thôi thua rồi.
Ý, trận này hên xui chắc mình có thể win được ấy. Để mình nghiên cứu thằng Bugatti. Nhân tiện đây thì mình cũng nghiên cứu thằng Bugatti một chút. Thằng Bugatti này thì theo mình thấy hệ số cũng rất là ngon, hệ số rất là mạnh luôn anh em. Và đánh thì hai cái đều bằng vũ khí. Rất là nhiều anh em kêu mình hãy chơi Bugatti. Nếu mà mình chơi Bugatti thì mình sẽ chuyển đồ của nhân vật chính sang cho Bugatti này. Cái vũ khí này của mình cũng rèn 155 này. Bảo thạch là cũng là 8 sao thôi, nhưng mà rèn tới 102% rồi. Bugatti hả? Bugatti hả? Để rồi mình sẽ test thử một trận Bugatti xem sao. Mà thôi, cọ bỏ đi. Cứ từ từ đi anh em. Có gì thì mình sẽ làm clip riêng luôn cũng được. Cho anh em hiểu rõ hơn về Bugatti. Phần thưởng của mình hình như là được gia tăng lên một chút rồi phải không ta? Không biết là có gia tăng hay không. Ở đây thì nó chỉ có nói từ top 1 đến top 30 thôi. Chứ top này thì nó không nói. Hồi nãy là mình 150 mấy hay 170 mấy gì đó. Hình như là chỉ được không, hình như là phần thưởng vẫn vậy á. Bây giờ mình sẽ đánh lại thanh niên Sealer này nha anh em. Hên xui là mình có thể win đấy. Mình sẽ đánh lại thanh niên này này thì láo này. Ui dồi ôi, sao vẫn trâu thế nhỉ. Ấy, nhân vật chính chết rồi kìa anh em. Nhân vật chính sau một tuần và chết liền đấy. Thằng mình gâu anh em thấy không, ngay tuần đầu nó rất là yếu luôn, nhưng mà những tuần sau không biết sao nó lại mạnh lên cực kỳ luôn. Thằng lao này thì chắc chắn là mạnh rồi, tại vì ma phòng mình không có làm nhiều. Ui my god, hồi nãy thằng Bugatti là hơn mình giết được nó, thành ra nó không được đấm. Bây giờ cái nó được đấm và cái kết là nó đấm thì mình sấp mặt luôn. Nói chung thì như thế này, sau khi mình đánh xong cái này, thì tại top 1 là thanh niên Nokmekri gì đây, top 2 là Hades, top 3 là anh Minh. Không biết cái này là nó chỉ dành cho server mình thôi hay sao, nếu mình biết là cái này là như là nhiều server đấy anh em. Rồi ok, thì theo như sau khi mình đi thử cái tính năng này thì mình rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái bài học đơn giản như thế này, đó là cái này thật sự là không dễ chơi nha anh em, không dễ chơi đâu. Không dễ chơi đâu. Nếu mà các bạn cần phải mạnh, thực sự là cần phải mạnh thì mới ra mới đánh được. Trên các bạn yếu yếu thôi là vào đây là bị nó sót đánh, bị nó hành sắp bắt lờ đấy. Ở đây là nó tổng hợp rất là nhiều server luôn, cho nên là các cao thủ võ lâm thì rất là nhiều. Anh em cứ tưởng tượng đi, ví dụ như chúng ta có hai server, có ba server, server 1, server 2, server 3, các bạn nằm ở top 3, các bạn nằm ở top 3 của server luôn, nhưng mà đồng ý các bạn nằm top 3 nhưng ở bên server kia cũng có top 3, thì cái top 3 đó, top 3 của bạn chưa chắc là thắng được top 3 bên kia đó, nên top 3 đó sẽ chiếm được top 3 của các bạn sẽ bị rớt xuống top 4, sau đó thêm một thanh niên top 3 ở bên một server khác nữa lại đánh nữa, các bạn lại rớt xuống top nữa. Nhưng mà rất là nhiều top luôn, rất là nhiều người mạnh. Một server thì không nói, nhưng mà nhiều server hợp lại thì nó là rất là mạnh. Thanh niên này mới cấp 16 mấy thôi mà đã hạ gục mình đo ván rồi. Mặc dù là mình 174 mới đau chứ, cảm giác nó thật là nhục nhã anh em ơi. Thật là ngu người. Ok, thì mình sẽ nấu ăn. Mình ăn cho đỡ buồn anh em. Cuộc sống mà, đôi khi chúng ta phải ăn thôi. Rồi, ok, đó là những gì mà mình đã rút ra được từ hoạt động này. Cảm giác là như vậy, nhưng mà dù sao thì nó cũng có chúng ta phần thưởng anh em. Tính ra mình cũng sẽ được một cái mảnh cờ sơ cấp, một mảnh cờ trung cấp, mồi ra được mấy viên vỏ sò nữa. Mấy viên vỏ sò thì mình rất là cần luôn để mình rèn đồ, cho nên là thành ra là mình rất là cần. Ok, tiếc là không xem được cái ý nhóc sát thủ này, thấy quen quen, hình như là xưa mình đánh được này. Ok, bây giờ mình sẽ đánh nhóc sát thủ nha, mình sẽ thử đánh với nhóc sát thủ xem sao. Đó giờ anh em mình nhớ rõ ràng là tên rất là quen, hồi xưa mình hay hành thanh niên này này anh em, cho nên là mình nhớ. Cho nên là một thêm một bài học rút ra được nữa thì từ cái tính năng này, đó là anh em đừng có sợ những người cấp cao hơn. Đừng có sợ những người cấp cao hơn. Ví dụ như là ở đây hồi nãy mình đánh 106 mấy đó mình thua, sau đó mình nhìn sang 107 mấy, các bạn sẽ kêu 106 mấy mình đánh đã không lại rồi, làm sao đánh 107 mấy được. Các bạn đừng nghĩ như vậy anh em. Tại vì có những người cày cấp chứ không cày lực chiến, cho nên là cấp lên vèo vèo nhưng mà lực chiến rất là thấp, thành ra là các bạn phải đánh hết nha. Các bạn phải đánh hết từng người một. Trừ những người mà quá mạnh thì các bạn không đánh nữa. Những người mà tàn tàn thì các bạn sẽ đánh được. Đó là những cái bài học quý báu mình dành cho anh em. Bây giờ mình sẽ đánh thêm một lượt nữa nha anh em, thì mình sẽ kết thúc clip. Mình đánh với 145 tên Tofu. Ôi giời, lại Buget à. À, quên rồi nè anh em, thấy chưa anh em, xếp hạng mình cứ gia tăng thôi. Quên rồi, hoàn thành luôn đi. Hiện tại bây giờ là 39 vạn, vẫn là 39 vạn anh em. Có vẻ là không tăng cho nhiều. Nếu mà tầm trong top 100 thì chắc là sẽ tăng đấy. Mình sẽ đánh với 159 này ở đâu, tên là Hồng Thủy nha anh em. Quên không, thua rồi anh em. Rồi thôi được rồi, clip này đến đây thôi. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip mình nha. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ cho mình. Kèm theo đó thì đừng quên, nếu có quảng cáo thì em hãy click quảng cáo nhiệt tình ủng hộ cho mình nha.
Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Bye bye. Cùng mình và anh em nhớ vào tầng thế giới đại chiến nha. Còn sau đó thì nhớ đại chiến diệt tịch luôn.